hồn cho nên phải dùng kế này thôi. Mình quen gọi Thạnh là Thanh rồi, gọi Thanh cho nó thân mật ha. Chúc cho Hằng Thanh có được một tình yêu màu xanh, cả đời không có chiến tranh. Yêu nhau như là Laker fan lớp Kobe Bryant. Kể từ ngày hôm nay á, Hằng sẽ gọi Thanh bằng anh. Thanh á phải gọi Hằng á là Ái Khanh. Tại vì đó là phong tục của Asian. Vợ nhờ cái gì á chồng phải nhanh. Còn chồng nói gì á vợ đừng có nghe năng nanh. Hằng nhớ là sang năm phải sanh. Có sanh á là phải song sanh. Ra những đứa trẻ thật là lanh. Đẹp trai giống như anh Landon Donovan. Trong đội bóng đá của American. Thôi nãy giờ nói loanh quanh. Bữa nào rảnh thì cứ ra chơi banh. Nhớ là ở đường Chá Men nha. Kế bên 7-Eleven. Nãy giờ mình hơi uống nhiều Heineken. Thôi bây giờ đi kiếm ly đá chanh. Cảm ơn anh đẹp trai đó.